Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh với chiếc xe em cập nhật giới thiệu cho anh chị và các bạn ngay lúc này đó là một chiếc xe Kia Soluto phiên bản Deluxe sản xuất là 2020 tên tư nhân một chủ đi từ mới biển số của chiếc xe thì nó rất là đẹp đáng để anh chị và các bạn quan tâm Phun đầy đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng với bản này là bản số tự động những cái chi tiết về hệ thống sơn si cũng như là hệ thống mâm đốt của chiếc xe anh chị có thể tham quan bên ngoài nó vẫn còn giữ được độ đẹp. Đầu xe thì nổi bật với hệ thống đèn chiếu sáng halogen, đèn xuyên mù thì đã được ba chủ nâng cấp lên bộ đèn bi. Rồi mâm thì trang bị mâm đa lan hợp kim, nốt lát vẫn còn theo xe, vẫn còn rất là dày anh chị ạ. Chiếc xe này đã lăn bánh với quãng đường là 32.000 km rồi anh chị ạ xe bán ra tại cửa hàng Việt Nguyên Auto, số 575961 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn, xe có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ giấy tờ pháp lý, không phạt nguội. Xe chưa ra máy bổ máy, đâm đụng, keo chỉ hay à, saci si, còn nguyên zin. Với chiếc xe Kia Suroto phiên bản Deluxe sản xuất là 2020 đơn vị có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe nên anh chị và các bạn đang có nhu cầu mua trả góp thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình em sẽ gửi bảng kê chi tiết cụ thể cho các bác có thể tham khảo và cân đối ở phần đuôi xe thì nó vẫn trang bị đầy đủ cho anh chị và các bạn các tính năng an toàn như là cam lùi cảm biến lùi giúp anh chị và các bạn có thể lùi xe một cách an toàn những phần mấu lối của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là khít anh chị nhé cánh cửa thì đã được uh, trang bị đầy đủ những cái tiện nghi như các phím điều chỉnh là lên xuống kính rồi là kính được dán kính màu đấy, những chi tiết anh chị bạn có thể tham quan về bên trong cánh cửa đây với những cái phần ốc bản lề vẫn còn giữ được độ nguyên bản theo nhà sản xuất phẩy sơn còn theo, à, đây phẩy sơn của nhà sản xuất đấy anh chị ạ đấy, những đường LED chi tiết rất là hoàn hảo ghế ngồi của chiếc xe đây với hệ thống ghế da đục lộ thông hơi, tạo sự thoải mái cho người ngồi. Chất lượng không gian ghế ngồi dành cho 3 người ngồi. Đây là một mẫu xe trong phân khúc hạng B, cạnh tranh với các đối thủ như là Toyota Vios hay là Honda Hyundai Accent, Honda City. Với tầm giá của chiếc xe này thì nó bây giờ nó cũng rất là vô cùng hợp lý, chỉ hơn 300 triệu là anh chị bạn có thể sở hữu rồi chất lượng về à, phần cánh lái đây những chi tiết đường led về hệ thống ốc ác lịch sử bảo dưỡng của chiếc xe nó còn đầy đủ và với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì đơn vị luôn khuyến khích khách hàng mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn cảm thấy tin tưởng để mình có thể là kiểm tra đảm bảo an tâm cho quá trình sử dụng sau này và cũng tránh được những cái xe bị tai nạn hay ngập nước giúp anh chị và các bạn có thể yên tâm hơn vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng và thẻ nhắc bảo dưỡng của chiếc xe đây anh chị này bảo dưỡng tại Toyota à, tại Kia Long Biên anh chị nhé rồi những chất lượng ghế ngồi của chiếc xe chi tiết bên trong của chiếc xe anh chị có thể tham quan điều hòa thì sử dụng điều hòa cơ chưa được sử dụng điều hòa tự động và tiến tới tiếp đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về không gian khoang máy của chiếc xe để các bác có cái nhìn tổng quan hơn chiếc xe em đang giới thiệu xem nó có bị đâm va hay ngập nước gì không. Với những chiếc xe này thì em đã kiểm tra rất là kỹ càng rồi khi bàn giao đến tay khách hàng giới thiệu khách hàng em đã cho kiểm tra trong hãng cũng như là đánh giá theo kinh nghiệm mua bán xe rồi nên em có thể là tự tin với những sản phẩm của mình đơn vị sẽ hỗ trợ khách hàng mang xe đi check test tại bất kỳ nơi đâu anh chị và các bạn yêu cầu với hệ thống khung gầm máy móc là còn nguyên bản và ổn định đấy các bác có thể thấy từ những con ốc vẫn còn phải sơn rồi những phần ốc mặt máy keo mặt máy mọi chi tiết đều còn nguyên zin với chiếc Kia Soruto phiên bản Deluxe sản xuất 2020 tên tư nhân một chủ từ mới biển Hà Nội biển rất đẹp mua cái biển này về các thành phố lớn thì sẽ tiết kiệm được 20 triệu tiền biển. Xe hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 300. 85 triệu giá còn thương lượng và giảm giá khi liên hệ trực tiếp online trên màn hình, hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe.